chào các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin kính chào quý khách. Hôm nay sáng hôm nay thì cũng khá là rảnh, cho nên là mình sẽ live stream giới thiệu các cái xe nhà đang bán cho các bạn nghe. Đây, hiện nay thì nhà mình cũng đang còn khá nhiều xe, khoảng độ tầm 60 chiếc, đủ các chủng loại cho các bạn. Hiện nay có khoảng độ tầm 60 chiếc thôi các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, hiện nay thì nhà đang còn từng này. Có các bạn nào mà ấy thì IP cho mình nhé, và làm ơn sẽ không gọi khi mình đang quay trực tiếp ạ. Xe nhà đang bán đấy. Khách thì sáng ra thì khách cũng đã khá đông rồi. Sáng nay thì khách cũng khá đông rồi các bạn nhé. Nhà mình thì hiện nay đang có đây. Mình sẽ đi từ góc bên này sang đi. Bãi nhà mình thì nó rộng. Bãi nhà mình nó hơn 3.000 mét vuông cơ. Và nó chia thành nhiều lán. Đây, lán mái che nhà mình sẽ chia làm rất nhiều lán. Thì mình đầu tiên là mình xin giới thiệu với các bạn, đây là lán của những xe đã bán, đang rút hồ sơ để giao xe cho khách. Đây ạ. Đây là cả một toàn bộ cái lán này là mình dành riêng để cho những xe đã bán và khách đã đặt cọc, hoặc là khách đã trả tiền và đưa vào đây để chờ ngày lấy, hoặc là đưa vào đây để tháo biển rút hồ sơ cho khách. Đây là những xe đã bán rồi các bạn nhé. Đặc điểm của nhà mình là những xe đã bán thì nhà mình sẽ quay đầu vào trong, không quay đầu ra ngoài nữa, mà xe nào bán thì mình quay đầu vào trong. Đã bán rồi là quay đầu vào trong. Đấy. Và tháo biển là rút hồ sơ cho khách ở riêng cái lán này. Cái lán phía đằng sau này là mình đã xe đã bán và rút hồ sơ cho khách đấy ạ. Đây là những xe đã bán và đang rút hồ sơ. Hầu hết là đã tháo biển. Đây nha các bạn nhé. Đây là cái lán xe đã bán. Hiện nay là nhà mình đang còn 2, 4, 6, 7, 7 chiếc đang gọi là sẵn sàng giao cho khách. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu những xe đang bán. Đây là chiếc Kia Forte bản SLI, bản nhập khẩu. Bản này là bản có gãy số thể thao trên vô lăng các bạn nhé. Đây là chiếc Kia Forte nhập khẩu, số tự động, cửa sổ nóc, gãy số thể thao trên vô lăng. Mình hôm nay mình cũng chỉ giới thiệu qua về các xe nhà mình đang có thôi. Còn bạn nào cần xe gì thì IP riêng cho mình. Đây ạ. Bản số thể thao, gãy số thể thao trên vô lăng các bạn nhé. Bản này bản đây gãy số thể thao trên vô lăng đây ạ. Bản số tự động. Cửa sổ nóc đầy đủ. Cửa sổ nóc đầy đủ. Cảm ơn Dũng Hợp nhá. Cảm ơn bạn Dũng Hợp đã chúc mừng mình nhá. Đây là chiếc Kia Morning 216 số sàn. Kia Morning 216 số sàn các bạn nhé. Cảm ơn bạn Dũng Hợp nhá. Đây là Kia Morning 216 số sàn các bạn nhé.
Và đây là chiếc Kia Cerato Cooper hai cửa, số tự động, cửa sổ nóc. Đây, đây là chiếc Kia Coupe. Hai cửa các bạn nhé. Đây là Kia Cooper hai cửa Cerato Coupe hai cửa, số tự động, cửa sổ nóc, bản 2.0. Forte nhà mình bây giờ có nhiều, có mấy chiếc Forte cơ, mỗi chiếc một giá bạn ạ. Nó loanh quanh, nếu như mà số tự động thì nó sẽ loanh quanh từ tầm 370 đến 390. 401 là chiếc Cooper hai cửa. Đấy. Thế còn số sàn thì nó rẻ hơn, thì tùy từng xe bạn ạ nhá. Bạn Xuân Xuân Bắc Cao, Xuân Bắc nhá. Đây là chiếc Rio 216 số tự động. Kia Rio 216 số tự động các bạn nhé. Bạn Vinh Lê hỏi xe nào nhỉ bạn nhỉ? Đây là Kia Rio 216 số tự động các bạn nhé. Và tiếp theo đây là chiếc Chevrolet Cruze 2010. Đây là Chevrolet Cruze 2010 các bạn nhé. Chevrolet Cruze 2010 đây. Còn đây là chiếc Kia Morning. Kia Morning số tự động nhé. Đây là Kia Morning số tự động bản SI. Nguyễn Thành Định có nhá, 250, 200, 250 nhà mình có mấy chiếc nhá. Tí nữa IB cho mình nhá. Xe 2010 xe gì nhỉ? Bạn Trương Mỹ Lương hỏi 2010 hỏi xe gì bạn ơi? Đây là tiếp theo, đây là chiếc Focus. Đây là chiếc Focus các bạn nhé. Rồi. Và đây là chiếc Morning bản SLX số tự động 2009. Có Cerato nhá Quang Định nhá. Và đây là chiếc Chevrolet Cruze 2011 màu vàng cát. Đây là chiếc Lancetti 2009 nhập khẩu 2009, Lancetti nhập khẩu 2009, mình đi đằng trước này cho nó dễ. Đây là chiếc Lancetti nhập khẩu 2009. Lancetti với cả Cruze thì nó toàn bộ về form dáng và nội thất kết cấu nó như nhau, không khác về nhau một tí gì luôn. Nó là cùng một anh em, nó là anh em sinh đôi. Lancetti nó là của Daewoo Lancetti, sau đó thì là nó bán toàn bộ cái bản thiết kế và dây chuyền sản xuất cho thằng Chevrolet Việt Nam. Lancetti thì gọi là xe nhập khẩu Hàn Quốc, còn Chevrolet Việt Nam thì Cruze thì là 100% là sản xuất tại Việt Nam. Của Chevrolet Việt Nam sản xuất, mua lại bản quyền thương hiệu và bản quyền về công nghệ và kiệt thiết kế của thằng Lancetti. Cho nên là nó giống y như nhau từ nội thất đến ngoại thất.
không khác về nhau bất cứ một cái gì luôn, kể cả máy móc, gầm bệ các thứ giống hệ y nhau. Còn đây là chiếc xe mà của anh em chợ là phục vụ chỗ mình là để phục vụ hôm Việt Nam đá Malai bạn ạ. Riêng một xe dẫn đầu để đi cổ vũ bóng đá. Chiếc xe này chiếc xe cổ vũ bóng đá, bây giờ cổ vũ bóng đá xong rồi là bán. Mà xe nhà mình được cái đặc điểm là đang đi các bạn chặn lại mình cũng bán nhá. Đấy. Gặp mình ở bất cứ đâu mà mình đi làm xe công vụ mà mình đang đi mà các bạn nhìn thấy mình các bạn bảo là anh ơi dừng lại bán xe cho em là mình bán luôn. Đây xe này bạn nào mà bạn thanh niên nào mà thích đi xe này hai cửa các bạn nhé. Sản xuất 2005, cửa sổ nóc số tự động, hai cửa. Độ lên rất nhiều đồ chơi kín xe luôn. Vâng, còn đây là chiếc Vios 212 số tự động các bạn nhé. Vios 2 số tự động 212. Cảm ơn Nguyên Trung nhá. Nguyễn Anh Đức à? Ừ, có mình sẽ cố gắng là mình nói giá và thông tin xe đầy đủ. Đây là chiếc Vios 212 số tự động các bạn nhé. Còn đây là chiếc Kia K3 214. Đây là Kia K3 214 các bạn nhé. Màu đỏ. Số tự động, cửa sổ nóc. Bản 1.6. Và tiếp theo đây nữa là chiếc Honda City màu trắng 214. Xe chỗ mình có xe hỗ trợ trả góp xe từ 2010 trở lên nhé các bạn nhé. Xe sản xuất 2010 trở lên và các bạn có hộ khẩu miền Bắc. Honda City 214. Và đây là chiếc Kia Morning biển D. Kia Morning biển D bán tại Van, Kia Morning Van. Sản xuất 2012, đăng ký lần đầu 2014. K3 550 bạn ạ. Kia Morning Van sản xuất 2012, đăng ký lần đầu 2014 các bạn nhé. Còn đây là chiếc Mercedes CLS 500 bản AMG. Đã độ form dáng thể thao rất là đẹp, form cực đẹp luôn. Mercedes CLS 500 sản xuất 2005, đăng ký lần đầu 2007. Mình phải đi theo hàng các bạn ạ, mình phải đi theo hàng thì mình mới nhớ được, không tí nữa đi cứ chạy theo chỗ nọ chạy sang chỗ kia thì tí nữa sẽ không biết là xe nào quay rồi xe nào chưa. Đây là chiếc Kia Rio nhé. Kia Rio 215. Kia Rio 215 các bạn nhé. Rồi, đây là chiếc Nissan Rogue dáng SUV dòng SUV sản xuất 2007, xe nội địa của Nhật Bản, Nissan Nhật Bản nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe này là xe hàng hiếm, hàng độc nhé. Số tự động, cửa sổ nóc. Hàng này không phải lúc nào cũng có tiền cũng mua được các bạn. Nó là hàng rất hiếm luôn, bởi vì nó là xe nội địa của Nhật Bản. Rồi.
Tiếp đến là mình sẽ, đây mình sẽ quay mấy con ở giữa bãi chứ không, một tí nữa lại. Forager bản 2.2 các bạn nhé, số tự động, một cầu. Các bạn lên trên tường đây là hầu như tất cả các xe này đều có ở trên, mình đã đăng ở trên trang hết rồi các bạn nhé. Toàn bộ xe này mình đều có đăng ảnh xe và giá xe ở trên trang. Toàn bộ xe mình đã có đăng ảnh xe này và thông tin xe, giá xe ở trên trang hết rồi, trên fanpage hết rồi. Thì các bạn cứ lên trên đây các bạn xem về thông tin và giá cả. Còn đây là mình đang quay là hiện tại xe đang nằm ở bãi. Còn đây là chiếc Santa Fe nhá, mình cũng đăng hết rồi. Đây là Mazda BT50 các bạn. Đây là Santa Fe 207, Mazda BT50 đấy. Đây là chiếc Hyundai Sonata. Sonata nhá. Hyundai Sonata bản 2.0 turbo. Rồi, mình lại quay sang bên này. Đây là chiếc Innova 209 các bạn ạ. Đây là chiếc kia Innova 209 nhá, Toyota Innova 209. Và đây là chiếc Captiva. Captiva 207 các bạn nhé. Captiva 207 bản số sàn. Innova nhà mình bây giờ có 209, 210, 211, 213, 214 và 215. Mỗi xe nó một giá bạn nhé. Không con nào giống giá con nào cả. Bạn nào cần thì có thể lên trên trang fanpage, trên tường trang fanpage mình đã có rồi. Đây là chiếc Focus 212 bản hatchback. Focus 212 bản hatchback các bạn nhé. Và đây là chiếc Honda Civic 208 bản 2.0, cửa sổ nóc số tự động, gẩy số thể thao trên vô lăng. Đây là chiếc Captiva 208 số sàn 208. Tiếp theo là chiếc Innova 215. Đây là Innova 215 các bạn nhé. Đây là chiếc Innova 214. Và đây là chiếc Zoyty T600 sản xuất 2015. Zoyty T600 sản xuất 2015 nhá. Và đây là chiếc M-Gram. Bản 820 các bạn nhá. M-Gram bản 820. Xe máy Mitsubishi. Xe có xem là máy Nhật. Công nghệ Thụy Điển. Đây là chiếc
Innova 214. Innova 214 này. Đây là chiếc Ford Fiesta sản xuất 2011. Ford Fiesta sản xuất 2011 đây nhé các bạn nhé. Và đây là chiếc Vios số tự động 2017 đăng ký tháng 2/2018. Vios số tự động sản xuất 2017 tháng 2 đăng ký tháng 2/2018 có giá là 510 triệu. Đây là chiếc E Mercedes E nhé, con này hai sản xuất 2002 các bạn ạ. Đây là chiếc Innova G209. Innova 209 có giá là 365 triệu. G xịn. Biển thủ đô. Innova 209 đây ạ. Và tiếp đến đây là chiếc Innova số tự động 215. Innova số tự động 215. Innova số tự động 215 các bạn nhé. Đây là chiếc Joyli GL. À dây GL. Chiếc dây Toyota dây G, bản GL sản xuất 2005. Dây GL sản xuất 2005 nhé. Đây là chiếc Vios số sàn 2015 các bạn nhé. Vios, đây là Vios số sàn 2015. Vios số sàn 2015 đấy. Và tiếp theo nữa là mình đi ra đây. Cái bãi nhà mình nó hơi rộng mà cứ mỗi buổi sáng mà quay live stream cho các bạn là gần như kiểu đi tập thể dục ấy. Đây là chiếc Morning số tự động sản xuất 2011. Morning số tự động sản xuất 2011 các bạn nhé. Giá trên 200 thôi. Và tiếp theo đây là chiếc Toyota Vios số tự động 2013. Vios số tự động 2013 các bạn nhé. Đây là Vios số tự động 2013. Chiếc xe này có giá chào bán là 380 triệu. Vios số tự động 2013. Tiếp theo đây là chiếc Vios bản 2009 thôi bạn ạ. Con này thì ít tiền, con này có hơn 200 một tí thôi. Vios 2009. Con này là bản limo nâng. Bản limo nâng các bạn nhé. Chiếc Accent này thì Accent Blue này thì mình bán rồi. Accent này quay đầu vào bán rồi. Đây là chiếc Captiva nhé. Captiva 2008. C-
Còn đây là chiếc Hyundai Venue số tự động. Con này có hơn 200 thôi các bạn nhé, 200 nhô một tí thôi. Hyundai Venue số tự động, nhập khẩu. Đây là chiếc Vios số sàn 2016 các bạn nhé. Đây là Vios số sàn 2016 ạ. Tiếp theo là đây là chiếc Ford Fiesta sản xuất 2011, nhập khẩu 2011 các bạn nhé. Ford Fiesta bản 2 hatchback sản xuất 2011. Đây là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2010. Nhà cứ gọi em đéo. Alo. Đây là chiếc Cruze 2010 các bạn nhé. Còn tiếp theo đây là chiếc Vios 2013 số sàn các bạn ạ. Vios 2013 số sàn nhé. Cũng hơn 300. Và đây là chiếc Tubi MK số tự động. Chiếc xe này có hơn 100 thôi. Số tự động hơn 100, tiền bằng con SH thôi. Hơn 100 triệu có xe số tự động đi nhé bạn nhé. Có hơn 100 triệu thôi. Hơn 100 triệu số tự động. Còn đây là chiếc Chevrolet Vivan 7 chỗ 2008. Con này có gần 200 thôi, chưa đến 200. Chevrolet Vivan 7 chỗ các bạn nhé. Và đây là chiếc Hyundai i10 2014. Hyundai i10 2014 các bạn nhé. À 2010 là con này là con 215 số tự động các bạn ạ. Chiếc xe này chiếc 215 số tự động các bạn nhé. Tiếp theo đây nữa là chiếc Teana nhập khẩu 2010. Một dòng xe được sánh ngang với cả Camry. Teana Nissan Teana sản xuất 2010 các bạn nhé. Nhập khẩu 2010. Đấy là mình sơ qua về những cái xe hiện nay nhà mình đang có, nhà mình đang bán. Thế bạn nào cần xe gì thì IP cho mình nhé. Dũng Audi, ô tô cũ Hải Dương. Số điện thoại thì mình gắn ở trên bài hoặc ở trên ảnh đại diện, mình có số điện thoại. Trên ảnh đại diện các bạn bấm vào ảnh đại diện, like cho mình cái ảnh đại diện, có số điện thoại trên bài các bạn nhé. Các bạn đăng ký kênh, chia sẻ, like cho mình nhá. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trực tiếp của mình nhé.